Hello uh, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh uh, Hội Làm xài Mình Dũng. Thì uh, sáng hôm nay mình uh, tranh thủ cập nhật giá xài uh, Đài Loan phun về giường cho các bạn nắm. Thì uh, giá xài uh, ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua các bạn ơi. Thì xài xanh, xanh nhất là 8.000, xanh nhì là 5.000. Còn xài vàng, vàng nhất là 16.000 và vàng nhì là 5.000. Thì uh, giá uh, nói chung thì nó chưa có dấu hiệu lên giá các bạn thì sáng nay mình cũng tranh thủ cập nhật cho các bạn nắm thì mình xin nhắc lại giá xài xanh xanh nhất là 8.000 xanh nhì là 5.000 giá xài vàng vàng nhất là 16.000 và vàng nhì 5.000 thì năm nay xài này thời điểm này là thời gian nghịch vụ đó thì đa đa phần là anh em nhà vườn đầu tư rất là nhiều nhưng mà giá cả hiện tại thì nó nó cũng không có cao đó thì cũng mong là thời gian tới thì giá nó sẽ nhóm lên nha các bạn thì thời gian qua thì bên công ty bạn nhà nông các bạn thì cái bao bao vàng bạn nhà nông cái cái lô 2023 thì bao rất là đạt còn cái cái lô mà 2024 à, hiện tại thì nói chung lên màu cũng đẹp các bạn nhưng mà giấy thì nó nó dày nó bóng nhưng mà nó, nó dễ bị gắt khi mà trời mưa gió đồ nó cạ đó nó rất là dễ bị gắt đó thì à, cũng có một số anh em nhà vườn điện mình thì mình cũng có đến và xem đó xem và đánh giá thì sắp tới thì bên mình sẽ nhập lưu giấy khác các bạn ơi đó còn những uh, hiện tại một số vườn thì cái cái lô hai thì mình bán ra một số vườn uh, đang bao vàng nói chung thì màu mè đầu trái cũng đẹp lắm các bạn nhưng mà nếu mà trời mưa dầm đó mà thu hoạch ngay ngay trời mưa hoặc là buổi sáng sớm ướt thì nó hơi dở xíu thì anh em nhà vườn nào mà nói chung đó, thì dựa dưới lái người ta cũng muốn là mình là bẻ xoài lúc mà cái trà nắng đó trà nắng thì nó sẽ khô trái xài nó sẽ gáo trái xài ta lựa rồi sẽ dễ nha thì có, có cái đó là một điều mình muốn chia sẻ cho anh em nhà vườn thì uh, video mình uh, bữa nay cũng cập nhật giá ngắn gọn tại đây thôi các bạn những anh em nào mà cần bán xoài thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình uh, mình ghim trên màn hình nha thì uh, hoặc là số của em mình số em mình thì mấy bạn uh, biết cũng uh, uh, 4 năm năm nay rồi nó mua cũng 4 năm năm nay đó những anh em nhà vườn nào mà cũ đó, thì cũng có biết số của em mình thì cái kiến này nó nó nó, nó bị đục đục nữa bạn, trời nắng nó đục đục đó, nhiều khi mình đeo vô nhìn thấy các bạn thấy tôi thui à. kiến này kiến cận nha, mà đợt này mình cắt nó nó dở ngay là nó bị lên màu, đổi màu đó, nhiều khi quay thì nó đen đen rồi các bạn, nói mình mà đeo kiến kiến uh, quay video rồi đeo cái kiến uh, kiến mát, kiến, kiến gâm đó, nhưng mà cái kiến này là kiến cặn ra ngoài nắng cái nó bị đen rồi đen màu lại thì video mình xin phép kết thúc tại đây nha thôi xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì cũng cảm ơn rất là nhiều anh em nhà vườn đã sử dụng túi xài bạn nhà nông bên mình và cũng cảm ơn một số nhà vườn đó đã chia sẻ và góp ý đóng góp ý kiến bên mình thì à, nói chung thì cái thương hiệu bạn nhà nông nó mới cũng hai năm nay thôi các bạn thì mình bên mình, mình cố gắng là hoàn thiện và nâng cao chất lượng nha để đáp ứng nhu cầu bà con nhà vườn các bạn thôi xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo